hạnh phúc như gia đình Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt hóa thân thành chú của chị Hằng cùng con đón lễ Trung Thu. Chắc chắn để nói về độ chịu chơi thì gia đình cặp vợ chồng làng hài Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ không thua kém một ai. Bằng chứng là fan sẽ được một fan cười hả hê khi nhìn thấy gia đình nhỏ này hóa thân thành chú của chị Hằng và hai bé Thỏ Ngọc trên cung trăng để đón Trung Thu đáng yêu như thế nào. Tết Trung Thu là ngày gia đình sum họp đầm ấm, là ngày Tết cổ truyền từ xa xưa của ông bà ta. Thế nên mỗi dịp đến ngày lễ ý nghĩa này, việc cùng nhau quây quần bên chiếc bánh nướng thơm nồng và tách trà thanh mát để cùng ngắm trăng luôn là một thú vui tao nhã. Đặc biệt đối với những người nghệ sĩ như Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ, đây còn là dịp để cả nhà sum họp đông đủ bên nhau. Có lẽ chính vì những điều hết sức trân trọng ấy mà đôi vợ chồng làng hài đã quyết định đầu tư hẳn một bộ ảnh để chào đón ngày Tết truyền thống này. Không chụp ảnh như người ta, Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ hóa thân thành chú của chị Hằng, biến hai bé trai quý tử nhà mình thành Thỏ Ngọc. Chú cuội Hứa Minh Đạt, chị Hằng, Lâm Vĩ Dạ hạnh phúc bên hai Thỏ Ngọc. Nhắc đến Trung Thu, người ta không chỉ nhớ đến bánh nướng, trà xanh hay ánh trăng tròn vành vạnh. Người ta còn nhớ đến những giây phút đoàn tụ sum họp bên gia đình. Đối với Lâm Vĩ Dạ thì Trung Thu còn có ý nghĩa đặc biệt hơn vì chính cái nghệ danh của cô cũng nói lên tình cảm sâu đậm mà cô dành cho đêm trăng như thế nào. Với tài nghệ xuất sắc khi hóa thân vào cả trăm vai của mình trên sân khấu hay game show truyền hình, Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt không bao giờ để khán giả thất vọng. Ngay cả cách mà cặp đôi thể hiện trong bộ ảnh Trung Thu 2019 cũng khiến người xem phải bật cười vì độ đáng yêu quá đỗi. Chưa hết, điểm đặc biệt trong bộ ảnh lần này là sự xuất hiện của cặp Thỏ Ngọc nhỏ nhắn như nghịch ngợm bánh mì xá xị hay cậu con trai quý tử của gia đình nghệ sĩ hài. Sự trong sáng bên bố mẹ của hai bé đã chiếm hết tình cảm của mọi người, khiến khán giả cứ suýt xoa, ai có con cũng muốn ngay lập tức đầu tư một bộ ảnh như gia đình vợ chồng son bên nhau 9 năm mà tưởng như mới cưới này. Có lẽ bức tranh gia đình mà hai vợ chồng nghệ sĩ Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ gửi tặng cho khán giả trong tháng 8 năm nay chính là định nghĩa cho một cái Tết Trung Thu truyền thống đầy ý nghĩa nhất. Chị Hằng, chú cuội cùng Thỏ Ngọc bên cung trăng không thể hạnh phúc hơn thế này được.